Hello, xin chào cả nhà. Những bạn nào coi ở YouTube thì cũng có thể vào vào cái link trong phần mô tả để tham gia nhóm Facebook và có thể tham gia trực tiếp trên Facebook nha. Xin chào các đấng sáng tạo. Ông nói chào mọi người được rồi. Tại sao bạn không dám chấp nhận mình là đấng sáng tạo vậy? Đúng không nào? Bạn luôn là như vậy. Tại sao lại cảm thấy có gì đó không ổn ở đây? Mình ở đây để nói với các bạn chính là Thượng Đế, là một phần của Thượng Đế và cũng là Thượng Đế, là những đấng sáng tạo. Các bạn không thua kém gì Phật đâu ạ. Các bạn không kém hơn Thượng Đế đâu ạ. Các bạn hoàn hảo. Mình ở đây để nói với các bạn điều này. Nghiệp là gì? Muốn giải nghiệp thì phải biết nghiệp là gì đã. Còn hiểu sai lệch về cái mà gọi là nghiệp, còn ảo tưởng về nghiệp á, thì không thể nào thoát ra được. Nghiệp chẳng qua là một khái niệm mà tâm trí nó tạo ra thôi à, chứ có gì là nghiệp đâu. Cái mà chúng ta phê phán nó, chúng ta coi nó là xấu, là không tốt thì chúng ta gọi nó là nghiệp. Cái gì đến với cuộc đời ta mà ta cho nó là không tốt thì ta gọi nó là nghiệp. Giống như là hôm nay đang đi xe bị thủng xăm phải dắt bộ chẳng hạn, chúng ta coi nó là xấu và nghĩ nó là nghiệp, một cái nghiệp nhẹ nào đó. Nhưng có gì là xấu đâu. Nếu mà đi xe thủng xăm thì thủng xăm thôi, dắt bộ thì dắt bộ thôi, có gì là xấu, có gì là nghiệp. Còn chưa kể, biết đâu được cái đoạn đường phía trước nó, nếu mà xe không bị thủng xăm thì sẽ gặp tai nạn, nếu mà ta tiếp tục đi thì sao. Đâu có gì là tốt xấu, đâu có gì là xui hay hên đâu, đúng không nào? Mọi cái đến với ta bởi vì cái tâm trí phán xét này nhìn vào nó và nghĩ rằng nó là xấu, nghĩ rằng nó là xui đen đủi, thì lúc đó ta gọi nó là nghiệp, chứ có gì là tốt hay xấu đâu, đúng không nào? Cái thứ hai là những cái mà luật nhân quả đó, những cái mà ta gieo ta sẽ gặt. Ok, tức là một cái hành động ta đã làm trong cái giây phút hiện tại, ví dụ ta làm với cái năng lượng, cái cảm xúc như là sợ hãi chẳng hạn, ví dụ khoa học nó đo là khoảng 100 MHz, 100 Hz đi, thì lúc đó ta đang phát ra vũ trụ cái tần số là 100 Hz và vũ trụ lại trả về cái tần số như vậy sau một khoảng thời gian, thì cái hành động trở lại đó có thể coi là luật nhân quả, còn tôn giáo có thể gọi là nghiệp. Thì chỉ đơn giản là đó là một cái quay trở lại cái việc mà ta đã tạo ra thôi. Dễ hiểu đúng không? Và khi mà ta làm với tình yêu thương, cái tần số đó là 1 triệu Hz chẳng hạn, thì khi đó ta phát ra vũ trụ cái tần số tương tự như vậy, cái tần số đó, và vũ trụ lại cho ta lại lại trở về cái tần số 1 triệu Hz, thì đó là luật nhân quả, đó cũng là nghiệp đó, mà tôn giáo gọi là nghiệp tốt và nghiệp xấu, chứ có gì tốt hay xấu đâu, đúng không nào? Và ok, hiểu về nghiệp rồi đúng không? Hiểu về cách mà nó tạo ra rồi đúng không? Còn nói về kiếp trước á, chẳng qua là linh hồn ta soi lại, tức là trước khi đầu thai á, nó nhìn lại kiếp trước của nó xem các cái vở kịch nào, những cái nào nó đã trải nghiệm được rồi, cái nào chưa. Nó trải nghiệm là con của cái linh hồn này rồi, và bây giờ nó muốn làm mẹ với cái linh hồn này chẳng hạn, thì kiếp tới nó thiết kế nó là mẹ của linh hồn đó và hai linh hồn thống nhất với nhau, thì tôn giáo cứ gọi nó là nghiệp, chứ nghiệp cái gì đâu.
Nó là tự do ý chí, là sự lựa chọn trải nghiệm. Cuộc đời chỉ là một cái chớp mắt thôi à, bởi vì không có thời gian. Rồi, thì những cái mà gọi là nghiệp từ kiếp trước ấy, có cái quái gì là nghiệp của kiếp trước đâu. Đều là tự do trải nghiệm, tự do ý chí. Và tốt hay xấu thì đều do cái nhận thức của mình, đều do cái tâm trí mình phán xét và áp đặt lên thôi. Có gì là tốt hay xấu đâu. Rồi ok, vậy là thông về cái, chúng ta hiểu về cái nghiệp là gì rồi ha. Rồi bây giờ giải này, giải nghiệp đúng không? Thì chỉ đơn giản là biết là không có gì là tốt hay xấu cả. Mọi thứ nó chỉ như là cái nó là thôi. Đừng có phán xét nó. Và để nâng cái thu hút của vũ trụ lên, thay vì ta phát ra cái tần số 100Hz trước đây và bây giờ thay vì nhận lại cái tần số 100Hz, thì bây giờ hãy chuyển hóa cái tần số đó bằng cái cách là luôn luôn phát ra cái tần số là 1.000.000 Hz đó chẳng hạn, của tình yêu thương, luôn luôn là tình yêu thương. Thì khi mà cái vũ trụ, cái lực mà vũ trụ nó trả về là 100Hz đó, thì nó tương tự thôi, năng lượng từ nơi cao sẽ đổ xuống năng lượng nơi thấp, giống như nước chảy đó. Nước chảy từ chỗ, từ chỗ nhiều nước tới chỗ ít nước hơn, và mọi thứ nó bắt đầu cân bằng. Điện cũng vậy đó, năng lượng chảy từ nơi có năng lượng cao tới năng lượng thấp. Và khi mà các bạn đang ở cái tần số rung động của tình yêu thương là 1.000.000 Hz, và bây giờ cái mà nó quay trở lại, ví dụ những việc mà làm trong quá khứ, nó quay trở lại ví dụ 100Hz, thì khi nó tới thì cái việc cân bằng nó diễn ra, năng lượng cao và năng lượng thấp được trung hòa và nó cân bằng lại, cân bằng lại, cân bằng lại. Thì cái ảnh hưởng nó sẽ theo chiều hướng yêu thương và tích cực, và nó sẽ bớt đi cái phần nào cái mức độ của nó, tức là cái tần số nó sẽ trung hòa đó. Cái này hiểu, mọi người hiểu đúng không? Và đơn giản, chẳng có gì là nghiệp đó. Tất cả đều là món quà. Khi mà chúng ta biết rằng không có gì là tốt hay xấu, không có gì là đúng hay sai, thiện hay ác, hên hay xui, thì chúng ta sẽ không còn thấy nghiệp nữa, mà chúng ta sẽ thấy mọi thứ đều như là nó là, đều hoàn hảo cả. Và như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn đón nhận với tình yêu thương hết. Dù đi đường có thủng xăm hay là có phi xuống ruộng, hay kể cả có cận kề sinh tử, ta cũng rất là bình yên à. Bởi vì đó không phải là nghiệp, đó là món quà ta đã lựa chọn tới cuộc sống này để trải nghiệm. Còn những cái mà ta đã gieo, ví dụ 100Hz nó tới, thì trong cái trạng thái tâm thức rung động của ta, khi ta luôn là tình yêu, là sự bình an và an lạc hạnh phúc ở cái tần số 1.000.000 Hz á, thì giống như bây giờ các bạn, bây giờ Đức Phật đang ngồi ở gốc cây Bồ Đề đi, bây giờ có cái nào có làm chuyển hóa được Đức Phật không? Có cái nào làm Đức Phật khổ được không? Hay là những người đau khổ ấy, gọi là đau khổ thôi chứ họ không đau khổ đâu, tức là những cái gọi là đau khổ ấy, tới với Đức Phật, Đức Phật có cảm thấy khổ được không? Hay có bị chúng hành được không? Đúng không nào? Thì đơn giản đấy thôi. Để hóa giải chỉ đơn giản là ta ở cái tần số, cái rung động cao, đó là tình yêu vô điều kiện, là cái tần số, cái rung động cao nhất. Và nó sẽ chuyển hóa được mọi cái thứ đến, tất cả chỉ là tình yêu thương thôi à. Và chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ cực kỳ nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta không còn thấy cái gì là khổ nữa, không có thấy nghiệp là gì nữa. Khi đó mọi thứ nó rất đơn giản à. Ok chưa nào? Thì đó, giải nghiệp chỉ đơn giản là sống trọn vẹn trong tình yêu thương vô điều kiện mọi khoảnh khắc thôi. Và biết rằng không có gì là nghiệp cả. Mọi thứ không có ý nghĩa,
ý nghĩa do cái tâm trí này gán ghép lên đúng sai tốt xấu thiện ác à? Chứ có gì đâu, mọi thứ chẳng là cái gì cả, chẳng có ý nghĩa gì. Bạn thử ra nói một cái cây xem nó là thánh thiện hay nó là hèn hạ. Một cái cây có thánh thiện hay hèn hạ không? Rồi cơn mưa đến với cái cây nó coi nó là nghiệp hay không? Hay là trời nắng nó coi là nghiệp không? Mọi thứ đều do tâm trí tạo ra. Và bây giờ biết rằng không có gì là nghiệp cả. Mọi thứ đều do ta tạo ra và không có tốt xấu đúng sai. Nhìn nó như nó là thôi. Nếu có ai đó tát vào má bên trái thì hãy đưa nốt má bên phải cho họ. Chả có gì cả. Đó là tình yêu. Đó là sự không phán xét. Và đó là giải nghiệp. Ok ha, mọi người có thảo luận, trao đổi, chia sẻ gì không? Hãy bình luận ở bên dưới ha. Tấn Lộc Nguyễn, lúc nhỏ khi ngủ trưa em thức dậy có cảm giác quay cuồng, như em hòa vào tất cả mọi thứ xung quanh chứ không phải ngự trị trong cơ thể này là sao vậy anh? Thì là một cái trải nghiệm, một cái trạng thái hợp nhất với Thượng Đế đó, hợp nhất với vũ trụ, hợp nhất với tất cả. Bạn luôn là như vậy á, chẳng có cái tâm trí này, nó khiến mình nghĩ rằng mình tách biệt với mọi thứ khác. Và khi ngủ trưa, tâm trí bạn nó biến mất. Lúc đó bạn đi vào cái trạng thái không là cái gì cả, và chính là hòa với tất cả đó. Khi bạn không là gì cả, bạn là tất cả. Không là tri thức, không là tâm trí, không là đúng, không là sai, không là tốt, không là xấu, không là thiện, không là ác. Không là ánh sáng, không là bóng tối, không là vĩ đại, không là đê hèn, không là cái gì cả, không có cũng không có không. Khi bạn không là gì cả, tức là tâm trí bạn nó biến mất, thì bạn là tất cả, bạn là một với vũ trụ, với toàn thể. Nó luôn luôn là như vậy rồi. Chẳng qua là cái tâm trí này nó khiến mình nghĩ mình tách biệt với mọi thứ thôi. Ok ha.